Chào tất cả các bạn, hôm nay ta sẽ hướng dẫn các bạn cách pha chế sinh tố mứt việt quất, thì gồm có là việt quất, sữa tươi, sữa đặc, nước đường, xì dầu dâu. Rồi cách làm như sau. Mình sẽ cho 70ml việt quất. Hai mươi ml nước đường, hai mươi ml sữa đặc, sáu mươi ml sữa tươi. Hai mươi ml siêu dầu, rồi sẽ mình sẽ cho một cục đá. Rồi sau đó mình sẽ cho một cái ống hút, một cây khuấy. Và đây là sản phẩm. Chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo.